Xin chào quý anh chị, tôi đang ở Vinhome Ocean Park 3 và hôm nay là khai trương cái dự án Grand World Hà Nội. Và khu vực này hôm nay rất là đẹp và rất là đông khách. Thực sự là từ trong cái khu Grand World ấy, cũng rất là đông, và đồng thời nữa là tôi nhìn thấy cái yếu điểm lớn nhất đó là chỗ để ô tô anh ạ, không có chỗ để ô tô luôn. Thì một đại đô thị lớn và đẹp và đẳng cấp như thế này mà trong cái thời kỳ kỷ nguyên của ô tô mà lại có cái khu vui chơi giải trí đầu tư rất là nhiều tiền vào đây, thực sự đây là một cái điểm yếu nhá của những cái nhà hoạch định của Vingroup, những cái người mà đưa ra cái concept phê duyệt mặt bằng, tổng mặt bằng. Thì cái yếu điểm mà những cái dự án của Vinhome đang mắc phải đó là không có chỗ để xe ô tô. Vì vậy mà ô tô đang để tràn lan ra ngoài đường lẫn các khu vịnh thiên đường rồi phố biển của Vinhome Ocean Park 3. Vì vậy mà nếu trong cái thời gian tới những cái cư dân ấy, ở những cái khu vực Grand World hoặc là những khách du lịch mà kéo về đông như quân nguyên như thế này, như xe ô tô này, thì lại vứt bừa bãi ra ngoài đường như thế này, thì đây là một là cái yếu điểm của cái dự án Vinhome Grand World Hà Nội này và Vinhome Ocean Park 3 này. Thực sự nếu mà nói về vẻ đẹp đẳng cấp thì cái khu vực Grand World Hà Nội này thì không thể chê vào đâu được, nhưng mà tôi cũng phải đưa ra một cái điểm trừ anh ạ. Thực sự là yếu điểm đây, để đây ra ngoài đường này, thực sự đây cũng là một cái yếu điểm. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới thì Phú Phạm Nhật Vượng sẽ phải khắc phục cái điều này, đúng không ạ? Thế thì nếu mà cái khu vực Grand World Hà Nội này và khu vực Cây Thao sẽ đón hàng triệu lượt khách về đây để tham quan, thì cái điều khắc phục đầu tiên sẽ phải là chỗ để xe ô tô. Bao nhiêu số anh chị thấy rằng là cái điều mà tôi đang nhìn thấy thì các bạn cũng nhìn thấy ạ. Bởi vì tôi đi một vòng đây, đi gửi xe ô tô là không có chỗ để gửi luôn. Đây bây giờ nếu mà tôi muốn vào khu vực Cây Thao để mà chơi, hoặc tôi muốn vào cái khu vực nào đây để xem, thì tôi không biết là để xe ở đâu cả. Đấy, bởi vì cái lượng xe nó để tràn ở đây đường vành đai 3.5. Tràn ra vành đai 3.5 như thế này thì tôi sẽ để ở đâu, vào đâu và chơi đây, vứt ở ngoài đường này có được an toàn hay không. Đấy, nếu mà trong cái trường hợp mà đường vành đai 3 này nó thông thì đây cũng là một cái mà nhà đầu tư nên cân nhắc để mà xuống tiền mua những cái dự án như thế này. Quý anh chị có ý kiến trái chiều như nào thì để lại cái bình luận bên dưới nhé. Còn đây là do tôi không gửi được xe nên tôi mới có cái clip này.